Bây giờ em bấm xuất ra file thì nó sẽ có hai lựa chọn. Em bấm PDF. Sau đó em bấm print. Nó sẽ hiển thị cửa sổ để mình đặt tên. Ví dụ như là bảng điểm, em đặt tên bảng điểm. Sau đó khi mà em qua cái folder em tìm bảng điểm thì nó sẽ hiển thị như vậy. Ok, tốt. Để bây giờ em xuất thử file triệt để. Phải triệt để. Này là đoạn code mà em làm rồi thầy. Từ từ nào. À, mình cần những thư viện nào? Dạ, cái này không cần thư viện. Rồi. Em có tham khảo trên mạng thì nó cần mấy cái class này đâu. Cái nhất là print request attribute set. Với lại hash print request attribute set. Em nghĩ là cái này là kiểu mình tạo ra một cái khung để tí mình in. Sau đó là cái add này là mình sẽ chọn theo kiểu in. Portrait là mình sẽ in theo chiều dọc. Sau đó là khi mà em chọn cửa sổ, nó có nhiều cái tab. À không, nó sẽ có ở phần trên này trước. Trên là em sẽ chọn cái show option dialog. Sẽ có lựa chọn là PDF hoặc là Excel. Excel em chưa làm, em mới làm PDF mà. Thì nếu mà lựa chọn không là PDF. Và ở đoạn này, lựa chọn không là PDF. Sau đó em sẽ bắt đầu tìm cái table nào mà người dùng đang muốn in. Thì nếu index của table là không thì đó là table bảng điểm, nếu là một là table người học, nếu là hai là bảng điểm điểm chuyên đề. Sau đó thì em chọn cái em sử dụng function print của table. Dạ nó như vậy, thấy nó cũng dễ không gì khó. Từ từ nào, bết lại. Dạ. Rồi cái set đó là em dùng vô chỗ nào? Cái set em dùng ở chỗ 289. Này. Ok. Rồi. Như vậy thì vấn đề của chúng ta ở đây là bạn đang dùng một cái class và nó sẽ hỗ trợ cho cái phương thức print. Ha, cái method print của cái table bảng điểm chấm print. Và chúng ta dựa vào cái định dạng của cái print to PDF ở cái chỗ là print request attribute set đó. Ok, nghiên cứu được đến đây tốt. Có bạn nào muốn hỏi gì thêm về cái phần xuất ra PDF của bạn Phúc không nào? Hello. À, hình như cái suất này của bạn là sẽ bị một cái là ví dụ cái bạn mà nó có cái tiêu đề khác thì mỗi bạn nó có tiêu đề khác nhau thì nó sẽ bị rối luôn thầy. Đúng rồi các bạn, tại vì mình chưa có tìm được cách để mà kiểu xuất ra thì cái tên của cái bảng nó theo luôn, cho nên mình phải nhập tay này. Ví dụ như này là bảng điểm, đây là người học này. Rồi, như vậy thì quay trở lại từ từ nào, em lên trên đầu coi. Export bạn sẽ click chuột vô. Rồi quay trở lại cái chỗ design nào, design của cái này nè. Thống kê bảng điểm người học. Như vậy thì ở chỗ này chúng ta sẽ có một cái tab đúng không? Cái tab nó có chữ bảng điểm, chữ người học, chữ chuyên đề, chữ doanh thu. Như vậy ngay cái chỗ là cái button mà xuất ra Excel, mình có get được mấy cái label đó không? Để em thử coi. Đấy, mình suy nghĩ thử coi. Nếu như ở đây mà mình get được các cái label đó thì mình có thể đưa cái label đó
vào cái chỗ là new message của mình luôn. Tức là bên trên nó là label gì thì dưới này mình lấy cái label đó luôn. Nếu vậy em nghĩ chắc bây giờ em tạo thêm một cái list nữa, em để mấy cái kiểu bảng điểm với người học này trong cái list đó theo thứ không tự như cái không table. không bết lại cái chỗ design của em, bết lại cái chỗ design của em, giờ em để làm đó thử đi, luôn không thầy? Để đó đi rồi. À, em sẽ có cái property của cái tab này nè. Yeah. Cái chỗ bảng điểm người học rồi đó. Em lấy chuột vô cái đó coi. Rồi. Như vậy chỗ này vô cái code đi. Code. Cái tab là code á. Yeah. Rồi. Như vậy chỗ này mình thấy em để là tab đúng không? Yeah. Rồi. Như vậy thì em sẽ vô trong các cái phương thức của cái tab này, em sẽ get được cái chữ bảng điểm, chữ người học, chữ gì đó, bởi vì em có nhiều tab, em sẽ get được. Dạ. Tương ứng với khi mà mình click chuột vô cái button đó thì mình get đúng cái tab mà mình đang select. Dạ. Thì nó lấy đúng cái tên. Em chỉ cho thầy cái chỗ chữ bảng điểm, chữ người học coi. Biết không? Biết nó nằm mình đâu có không? Thầy hay sao thầy? Bên này là em đang kéo thả mà. Em đang kéo thả thì em đâu có code nằm trong cái bảng này nè. Đây là mấy cái này hả thầy? Ví dụ như thay cái chỗ người học thành là user đi. Ví dụ như vậy. Thầy muốn đổi thay tên cái chữ này gì? Hả thầy? Ví dụ như vậy. À, không. Mình sẽ có một cái chỗ khác nằm trong cái bảng property á. Mình mới thấy được nó. Dạ. Rồi, xem thử người học ở chỗ nào. Đúng. Đấy. Một cái bảng điểm, một cái người học. Lấy chuột vô cái ba chấm đó coi. Ba chấm trên chứ. Đúng rồi. Cái này là bảng điểm. Rồi, nó có cái chỗ là của người học. Nói chung là mình có thể tìm cách để mình lấy được cái label này. Dạ. Đấy. Như vậy thì khi mà mình click button ở cái chỗ là print thì mình get cái label đó, mình đẩy vô trong luôn. Dạ. Đó, thử coi ha. Vậy là bây giờ kiểu em đổi tên mấy cái này lại đúng theo cái tên đó. Không cần, thì để im vậy thôi. Cứ để im đó, để im bảng điểm người học rồi gì đó thì mình đẩy nó vô là thống kê bảng điểm, thống kê người học gì đó. Dạ, ok rồi. Đó là mình tìm cách mình get cái label này. Rồi, ok. Rồi, có bạn nào, bởi vì khi mà mình làm như vậy đó thì chỗ này mình có thêm 3-4 tab nữa, mình cũng không quan tâm là ở bên kia đang là tab gì. Dạ. Mình cũng chỉ cần viết một lần duy nhất thôi, không cần phải 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 íp íp đó. Cứ get cái label, xong rồi get cái bảng mà mình đang truy xuất và lấy cái bảng đó print hết. Ok. Rồi, có bạn nào hỏi thêm gì không? Tốt. Mình không cần chỗ này, mình không có cần if 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 gì ở đây cả. Mình cứ lấy cái table nó ra và mình print thôi. Mình đưa cái, mình khai báo một cái table và mình lấy cái table hiện tại. Rồi, các bạn nào hỏi gì thêm chỗ này không? Ok. Phúc làm tốt chỗ này đó. Em nghiên cứu thêm cái chỗ thầy nói nữa coi ha. Dạ vâng. Cảm ơn thầy. Rồi, ok Phúc. Em cũng muốn show thầy. Rồi, em muốn show phần.